Deadpool vừa ra khỏi nhà, đã có một thằng cướp tặng anh quả lựu đạn yêu thương. Tính ném trả lại thằng ôn con thì bùm, nhưng vẫn như thường lệ, bố mày bất tử mà. Nhưng trong đây anh yếu VL, suốt ngày bị tụi nhỏ đá thọt ré, không thì cũng ăn đạp dính vào tường. Mặc dù sống chết có số, chết lại hồi sinh, nhưng Deadpool chỉ làm việc y hệt ngày hôm trước. Chào hỏi bạn thân, thay bộ quần áo 10 màu như một, đến một tiệm cà phê làm ly đen đá không đường. Sau đó đến ngân hàng phục vụ cho hai vị khách xinh đẹp. Rảnh hàng thì chờ bọn cướp đến ngân hàng. Sau khi bọn cướp bắn hai phát súng chỉ thiên, bảo vệ tự động vứt súng nằm dạp trên sàn, bốc phét đủ thứ chuyện với Deadpool. Vậy tại sao bọn họ mỗi ngày đều phải làm những công việc cố định như vậy? Bởi vì họ là các NPC trong game thành phố tự do. Dễ hiểu hơn là nhân vật tự động như trong GTA 5. Những nhân vật không đeo kính đều là NPC, còn người đeo kính là các game thủ. Cho đến một hôm, Deadpool thấy một em gái xinh đẹp điện nước đầy đủ trên phố. Anh cảm giác tim mình chật nhịp rồi, nhìn chằm chằm hai quả đào sai 90, bảo vệ thấy thế thì ngăn ảnh. Nói rằng họ là người chơi thực, chú em không có cửa đâu. Nhưng Deadpool tầm này yếu quan tâm, có gái là sướng rồi. Đuổi theo, muốn xin số tìm bạn cho thằng nhỏ bên dưới. Kết quả, may mà đời anh chả có gì ngoài bất tử. Ngày thứ hai tỉnh dậy vẫn như thường lệ, nhưng lần này khác là anh dường như có suy nghĩ riêng. Thế là mạnh mồm gọi một ly cà phê đường. Điều này khiến phục vụ ngáo luôn, cô cũng có biết làm món này đâu. Tất cả khách đằng sau cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Ngay cả chiếc xe tăng bên đường cũng ngắm nòng súng vào anh. Tôi chỉ nói đùa chút thôi, lấy cho tôi một đen đá không đường đi. Mới khiến mọi người không nghi ngờ anh nữa. Lại như hôm trước, bọn cướp lại vào việc. Bọn họ nhanh chóng nằm dạp xuống sàn như thói quen. Nhưng vừa ngẩng đầu, Deadpool lại nhìn thấy crush của mình. Anh bạn bảo vệ khuyên anh hai người không có kết quả đâu. Người ta là người thật, chú là ảo. Câu nói này làm Deadpool tỉnh ngộ. Vậy thì tôi làm một quả kính là được mà. Nói xong liền đứng trước mặt những tên cướp nói. Khi đưa bố mượn cái kính coi, người chơi cũng giật mình thắc mắc, thằng cha này đến từ Bình Dương à, không nói gì đấm anh như con. Deadpool ngã xuống nhìn thấy crush đi xa dần, vì tiếng gọi con tim anh chơi lớn đứng dậy cướp kính của người chơi. Thế yếu nào bắn hắn đăng xuất luôn, nhưng giờ trong mắt anh chỉ có crush thôi. Vừa ra khỏi ngân hàng, Deadpool đeo kính lên thì ối giời ơi. Chiếc kính gửi đến nhiệm vụ đi cướp ngân hàng, anh thử đeo kính lần nữa, phát hiện mọi thứ trước mắt vô cùng khác biệt, hóa ra đây là thành phố tự do trong mắt những người chơi. Trên đường phố không chỉ toàn là máy bay, súng ống, bên cạnh còn có hộp máu. Vừa thử dùng thì vết thương đã biến mất, cảm giác khiến anh mừng như bố đẻ em bé. Vừa hay, một người chơi vô tình va vào tường, đang xuất khỏi trái đất rơi ra sấp tiền, nhặt được của rơi thì tạm thời đút túi, đến máy ATM check thử thì đúng là tiền thật. Sống trên đời à, nhầm, trong game gần 30 năm, cuối cùng anh đã giàu có. Lần này phải cưa được crush, thế là quyết định đến cửa hàng làm đôi giày mới, định bụng sẽ đi đôi giày này đến gặp crush. Cùng lúc này, nhà phát hành nhận được báo cáo từ người chơi nói rằng mình bị nhân vật trong game giết. Lập trình viên cho rằng có tay pháp sư Trung Hoa nào hack rồi, nên họ quyết định vào game lùa thằng hacker lỏ này. Hai người vào game với đồ đạc tận răng, uy hiếp Deadpool tắt hack nếu không cho đi bán muối luôn. Deadpool bên này không hiểu gì, mấy người định công an đánh dân à, mặc dù giải thích muốn sùi bọt mép nhưng hai lập trình viên không tin. Thế là bắn bằng 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 vào anh. Deadpool tay không tấc sắt, chỉ có chạy sấp mặt, đến một tòa nhà phát hiện không còn đường trốn. Anh vô thức nhảy lên, không ngờ chớp mắt đã nhảy lên tòa nhà cao cả nghìn mét. Đúng là dân chơi nạp VIP có khác, nhưng hai cảnh sát là bố của trò chơi mà. Làm vài đường cào phím cơ bản đã xây thêm một chiếc cầu thang vào tòa nhà và bắt kịp Deadpool. Nhìn thấy hai người đã đuổi kịp mình, anh chạy đến một lối đi đang xây dở. Thánh nhân đãi kẻ khủ khờ, Deadpool mở được bóng khí thoát chết. Vốn nghĩ mình đã thoát khỏi, nhưng hai thanh niên nghĩ mình đã cho Deadpool đăng xuất, nhưng đạo diễn bảo anh chưa chết được đâu, hồi sinh tiếp đi. Còn thấy crush đang rình rập gì đó mờ ám, crush tưởng Deadpool biến thái nên cho ăn vài đường quyền. Còn chưa kịp giải thích, họ đã bị bảo vệ của căn cứ phát hiện. Cô liền triệu hồi một cảnh cổng không gian đưa Deadpool đến nhà kho của mình. Đây chắc là người nạp top server rồi, nhà không có gì ngoài đồ đạc. Crush nói mình tên là Miley, vào trong trò chơi thể thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Nếu không Deadpool báo quá báo cô cũng không bị lộ. Deadpool sĩ gái xung phong nói giúp Miley hoàn thành. Miley check thử level của Deadpool, thấy LV một khiến cô cười ẻ, không một tác dụng thì giúp cái gì. Vậy tôi phải làm thế nào mới nhanh thăng cấp được đây? Miley chỉ Deadpool lên phố đi cướp để nhanh có tiền và kinh nghiệm. Nhưng anh lại nói mình sẽ không làm tổn thương những người vô tội. Những nhân vật đó còn là bạn của anh. U là trời, ông nội này cái gì cũng muốn, sao lại có chú bé đần thế này chứ? Nhìn những nhân vật trên phố bị người chơi cho ăn no hành, Deadpool nghĩ ra một ý, anh sẽ làm một cuộc cách mạng. Đó là đánh lại lũ bắt nạt. Ôi bạn ơi, bạn lại ảo tưởng rồi. Vừa mới đến tính ra vẻ thì người ta bắn cho toát đầu. May mà anh được lập trình hồi sinh vô hạn. Ngày hôm sau thức dậy lại tiếp tục đi tìm chính nghĩa, trả tiền lại cho chủ tiệm. Qua một khoảng thời gian farm gà, Deadpool đã thành lão làng. Số tiền trong tài khoản và cấp độ không ngừng tăng nhanh. Trong thời gian ngắn ai cũng biết Deadpool là bố đời trò chơi. Những người chơi phàn nàn cha nội này dùng hack hay là pháp sư Trung Hoa mà mạnh thế. Tên nhóc lần trước bắt nạt anh, bị anh lừa khiến đồng đội bóp rái chết hắn, sau đó lột áo cô ả, ném cô sang một bên khiến cô đăng xuất sớm. Deadpool check thử thì thấy mình đã level 102. Dù bản thân có trở nên mạnh mẽ, anh cũng không quên người bạn bảo vệ của mình.
Sau khi khống chế tên cướp ngân hàng còn cướp kính của hắn ta đưa cho bạn, để đi farm gà cùng. Nhưng lập trình của anh bảo vệ không cho phép nên anh không đeo kính được. Vậy sao Deadpool có thể đeo nó? Hóa ra trò chơi này là Key và Miley phát triển. Key vẫn luôn thích thầm Miley nhưng không dám nói. Vì vậy khi phát triển đã đem tình yêu của mình lập trình vào trong game, rồi gắn tính năng ẩn này vào Deadpool. Sau đó ông chủ không muốn chia lợi nhuận cho họ, đã ngăn trò chơi của hai người phát hành ra thị trường, vụng trộm đánh cắp mã nguồn của trò chơi rồi tạo ra thành phố tự do. Miley tức giận đã rời khỏi công ty và lẻn vào trong game tìm bằng chứng. Key vẫn ở lại công ty để làm tai mắt. Vì vậy khi Deadpool nhìn thấy Miley đã kích hoạt tính năng ẩn, lúc này Miley cũng đã điều tra được ông chủ đem bằng chứng trò chơi mà mình ăn cắp giấu trong căn cứ. Nhưng ở đây bảo vệ nghiêm ngặt, cô không thể tiến vào, vì vậy đã liên hệ Key mở cửa cho mình. Cô vừa tìm thấy bằng chứng trong cơ sở dữ liệu, cảnh báo trong căn cứ cũng vang lên, những tên đặc vụ tàng hình xuất hiện bắt xả súng ầm ầm vào cô. Tình thế ngàn cân treo cọng bún, một chiếc xe mô tô lao vào, sau khi hạn gục ba người, một cú trượt tuyệt đẹp giải quyết hai tên còn lại, gương mặt ngầu như bồn cầu của Deadpool xuất hiện, họ định cầm bằng chứng đi, thì vài tên đặc vụ lại xuất hiện. Họ đành bỏ của chạy lấy người chứ không lại hai vé lên thiên đường. Cả hai sau khi trốn thoát đã đến nhà kho của Deadpool. Thấy anh nhà đầy trang bị, Miley liền có cảm tình với một nhân vật ảo, đúng là vật chất quyết định ý thức, thậm chí còn quên cả nhiệm vụ, chỉ đi ăn kem, chơi xích đu mỗi ngày. Cuối cùng hai bạn trẻ trao nhau vị nước bọt ngọt đậm. Kỳ thì cay lắm rồi, chắc đi đái cũng thấy mặt thằng cướp crush mình. Có điều rất nhanh anh đã biết sự thật, nhìn Miley và Deadpool thân mật anh cay đỏ ré, vì vậy đã xem tay pháp sư này là ai, thà không biết thì thôi, biết còn đau hơn. Deadpool chính là nhân vật đầu tiên Kỳ viết, chả trách tìm mãi không ra IP. Sau khi biết được sự thật anh nhanh chóng đến tìm Miley, muốn nói cho cô biết chuyện Deadpool là một nhân vật trong game. Có đánh chết Miley cũng không dám tin, cô còn mới mất nụ hôn đầu cho Deadpool mà haha cười ẻ, nhưng đứng trước bằng chứng cô cũng không thể không tin. Mã nguồn của Deadpool hoàn toàn khác biệt với các NPC khác. Miley, người vừa mất nụ hôn đầu vẫn chưa hoàn hồn. Key lại nói cho cô một tin xấu, ông chủ muốn nâng cấp thành phố tự do lên bản 2.0, đến lúc đó mọi thứ hiện tại sẽ bị loại bỏ. Tất cả bằng chứng của bọn họ sẽ bị xóa, bây giờ chỉ còn 48 giờ nữa. Nếu như trong thời gian này không tìm được bằng chứng họ sẽ mất đi cơ hội. Thời gian gấp gáp, Miley nhanh chóng vào trò chơi tìm Deadpool. Nói với anh sự thật anh chỉ là một nhân vật trong game. Thành phố tự do này cũng là một thế giới trò chơi. Mục đích của những nhân vật như anh là để những người chơi trong thế giới thật chơi. Miley cũng nói cho Deadpool biết mục đích của mình. Deadpool nghe xong mặt đần thôi. Anh không tin mình chỉ là một nhân vật hư cấu, một mạch chạy đến bờ biển, muốn thử xem liệu mình có thể ra ngoài hay không. Nhưng ranh giới của trò chơi không cho phép. Lúc này Deadpool đã tin mình chỉ là nhân vật ảo. Anh tức giận ra đường, nói với mọi người rằng họ sống rất hèn mọn, là công cụ để người khác giải trí nhưng chẳng ai quan tâm. Sau đó anh đến tìm bạn mình nói sự thật, không ngờ bạn anh lại thờ ơ, ở trong thế giới ảo thì làm sao? Ít nhất bây giờ tôi cảm thấy rất chân thực ngồi với người bạn duy nhất của mình. Deadpool nghe xong thoáng chốc tỉnh ngộ, dù có thật hay không, chỉ cần sống hết mình là được. Sau anh đến cơ sở dữ liệu muốn lấy bằng chứng, không ngờ tên bảo vệ ngày hôm nay là một fan trung thành của Deadpool. Anh ta vừa ngồi ăn que cay, vừa điều khiển nhân vật giao bằng chứng cho Deadpool, còn tặng anh một điệu nhảy. Lấy được bằng chứng, Deadpool nhanh chóng đến tìm Miley, nhưng hai người vừa mở tài liệu để tìm chứng cứ, Miley đột ngột đứng hình, những nhân vật khác cũng đều đứng bất động. Sau đó, mọi thứ trên đường phố đến cả Deadpool cũng biến mất. Hóa ra do nhận thức của anh thức tỉnh khiến game rất hấp dẫn, còn được rất nhiều người hâm mộ, thế nên họ đã tẩy chay phiên bản 2.0. Ông chủ tức giận vì điều này đã ra lệnh khởi động lại server reset Deadpool về ban đầu. Những người chơi trên khắp quốc gia lúc này đang chờ máy chủ khởi động lại. Đến Miley cũng cạn lời. Khi máy chủ hồi phục, Miley nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi nhưng Deadpool đã trở lại trạng thái ban đầu. Không còn chút ấn tượng nào về cô. Lúc này Key nói với cô khởi động lại server không thể xóa lập trình của chương trình nhỏ. Chỉ thiếu một cơ hội đánh thức anh ấy mà thôi. Lần trước anh ấy vừa gặp cô đã hồi phục ý thức của mình. Vì vậy hiện tại muốn đánh thức Deadpool tùy thuộc vào cô. Miley nghe thấy vậy biết mình phải làm gì. Cô đột nhập vào ngân hàng, bắt Deadpool làm con tin đem anh đến nơi không có người. Sau đó hôn anh cực mạnh, một cảm giác quen thuộc lập tức đánh thức tâm trí anh ấy. Deadpool không chỉ nhớ ra việc của hai người mà còn nhớ lược đồ ban đầu phát triển ở đâu. Chính ở ngay bên kia bờ biển. Sau đó anh gọi tất cả nhân vật tập trung lại, nói rằng muốn dẫn mọi người đến thế giới không có bạo lực. Mọi người đều không muốn sống trong cuộc sống bị cướp bóc mỗi ngày. Vì vậy lần này tất cả đều ủng hộ Deadpool. Những người chơi lần này vô cùng hoang mang, không hề thấy NPC nào mà làm nhiệm vụ. Thành phố tự do khổng lồ ngay lập tức biến thành một thành phố trống. Ông chủ tức bạc cả tóc, lập tức cử lập trình viên lập một bản hack giết chết hai người. Deadpool và Miley đang đến bờ biển thì những tòa nhà cao tầng ép vào nhau. Thấy hai người sắp biến thành thịt kẹp, Key trốn ở một góc viết cho họ một cây cầu. Deadpool nhấn ga tăng tốc đi lên, may mắn đã thoát ra được. Lúc này ông chủ cũng điều tra ra là Key giúp bọn họ. Đến nước này thì cũng không giả vờ nữa, chửi ông chủ là thằng DB giờ. Nhấn nút trước mặt ông chủ, đặt một cây cầu qua biển cho Deadpool và Miley. Ông chủ tức giận đã sa thải Key ngay lập tức, và còn để lập trình viên đá tất cả người chơi ra ngoài vì sợ lộ bí mật. Nhưng lão không ngờ lúc Key bị đuổi ra đã lén thêm vài dòng code vào game.
Rồi nhấn Enter, tất cả người chơi đã nhìn thấy góc nhìn của Deadpool. Anh định bước lên cây cầu liền bị hạ gục với một đường quyền. Người đến chính là tên hacker của ông chủ. Anh bị bồi thêm một cú đá văng ra xa vài km, đến chiếc kính cũng bị rơi xuống đất. Sau đó anh lại bị tên hacker đánh đập tàn nhẫn. Giang Cư Mận nhìn thấy mà đau dùm. Tên hacker cầm lấy chiếc xe máy ném về phía Deadpool. Hắn định ra đòn kết thúc. Thời khắc nguy hiểm, Deadpool kịp thời nhặt chiếc kính triệu hồi khiên của Captain America. Kính còn có chức năng này sao? Đúng vậy, không những có khiên mà còn có cú đấm của người khổng lồ xanh. Sau đó bơm máu cho bản thân, tiếp đến triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng. Sau 200 hiệp đánh anh đổi vũ khí cuột bay thằng hacker. Ông chủ nhìn thấy vậy liền tung ra chiêu cuối đập máy chủ. Các tòa nhà trong trò chơi cũng bắt đầu biến mất, những nhân vật trong game cũng hứng chịu thảm họa chưa từng có. Deadpool đang điên cuồng chạy trên cầu, chạy mãi thì cũng cụt đường, anh lấy hết can đảm và nhảy lên không trung. Khi mọi người đều cho rằng Deadpool đã bay màu, thì anh đã đáp xuống một lục địa mới. Hòn đảo sống động này là mô hình cơ sở mà Kee và Miley đã phát triển. Cuối cùng tất cả mọi người đều đến đây sống yên bình. Ông chủ cũng bị bắt vì tội ăn cắp bản quyền. Khi Miley vào trong game tìm Deadpool, anh đã nói với Miley lý do tại sao khi anh nhìn thấy cô sẽ có được ý thức. Bởi vì có người đã viết chương trình yêu Miley vào anh. Điều này đồng nghĩa với một bức thư tình gửi đến cô. Miley nghe xong liền biết là Kee. Cô nhanh chóng ra ngoài và hét lớn với Kee. Hai người đứng nhìn nhau đắm đuối trên đường. Mặc dù không nói nhưng họ đã yêu nhau.